Xe tăng của chúng ta đang đến. Những ai đang sở hữu huy hiệu xe tăng thì chuẩn bị tinh thần đi. Sự kiện vũ trang của Green Fire, ba trang phục hot nhất đang chờ bạn chứ không ai. Gặp hai gia tô trong vai bộ binh, di chuyển xuyên đội hay là loại cơ. Đêm nay rồi vắng địch vẫn còn bắn, muốn ta chiến thắng tốt nhất đừng có vội lên. Đồng đội bị thương sẽ có quân y Olivia thiệt là sexy. Mỗi người một việc không ai muốn nghĩ, còn ai hèn nhát thì khuyên mình nên té đi. Ý chí của ta rồi cũng đáp trả, tưởng quân đội ta không xe thiết giáp hả. Bao nhiêu cánh cửa ta cũng tung qua, không có khái niệm trận nào là nháp nha. Mô cô đại diện cho đội điệp viên, nhanh nhẹn dứt khoát là điều tuyệt nhiên. Bao nhiêu tin mặt cô cũng lấy được trang bị vũ khí cực kỳ tiên tiến. Caroline đại diện văn phòng xử lý tỉ mỉ cho một lần chinh chiến. Hải quân ta còn đang sẵn sàng bởi đô đốc phó đã thay đeo trên biển. Xe tăng thiết giáp Misa còn đang lái, tổ đội cực mạnh nếu có một không hai. Đoàn kết toàn bộ xe tăng xuất phát, trận chiến cuối cùng ta thắng chứ không ai. Hoa hồng thẹp kẻ sống sót, người phán xử bao nhiêu bạn nhận trước. Bao nhiêu thẻ cũng có thể chia sẻ để rút thời gian cho các bạn nhận được. Sở hữu hai loại có thể bài khác nhau, sẽ nhận được một trứng phục sinh M4A1. Vậy binh ngân hà cho cân đội 4 thẻ là nhân ngay cho mình. Hoa hồng thẹp kẻ sống sót, người phán xử bao nhiêu bạn nhận trước. Bao nhiêu thẻ cũng có thể chia sẻ để rút thời gian cho các bạn nhận được. Huy hiệu xe tăng vũ liệu các thể gồm có bộ binh hay quân địch tấn công, quân nghi điệp viên hay là tăng thiết giáp, cần sự tinh tế thông minh của văn công. We fight kiện. Bao nhiêu anh hùng ta đang hiện diện, trận chiến xe tăng lớn nhất là sự cứ vào refine ta có thể thử. Tinh thần đoàn kết ta luôn bất khuất, kết nối mọi người để rồi thống nhất, tiêu diệt toàn bộ những cái hống hách. Xe tăng ta lướt đi vào sự sắc. Bao nhiêu anh hùng ta đi hiện diện, trận chiến xe tăng lớn nhất là sự cứ vào refine ta có thể thử. Tinh thần đoàn kết ta luôn bất khuất, kết nối mọi người để rồi thống nhất, tiêu diệt toàn bộ những cái hống hách. Xe tăng ta lướt đi vào sự sắc.